2 diễn ra trong phần sớm hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin chào mừng quý vị và thân ái xin mời tất cả các đề tử binh. Trong buổi trưa ngày hôm nay và lần đầu tiên phát mình làm chương trình cho phép cho ban tổ chức chúng tôi xin gửi tới toàn thể quý vị anh chị lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất và chúc cho buổi lễ thành hôn của chú rể Minh Hiếu, cô dâu Hồng Nhung được thành công tốt đẹp.
Vâng, kính thưa tất cả toàn thể quý vị, thật đúng là hoa sen thì đẹp nhất trong đầm, mà chú rể đẹp nhất thì khi yêu thầm cô dâu. Mà yêu thầm thì cũng chẳng được lâu à, giờ cũng sẽ có đôi ba câu để tỏ tình. Mà tỏ tình thì phải bất thình lình, chỉ có như vậy mới lấy được người mình yêu. Vâng, và yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng đổi, mấy đèo cũng qua. Ngại gì cái chuyện đường xa, có đi xe buýt thì ra ga ta đi tàu. Mà yêu nhau không quan trọng giàu nghèo, không đi tàu thì ta lại đi xe. Và qua một thời gian đi cả tàu lẫn xe, thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình rồi. Và đám cưới ngày hôm nay đây là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng, quý vị thân mến, và hiện tại giờ phút này chiếc đồng hồ của ban chúng tôi đã chỉ giờ vàng, dây ngọc, phút kim cương rồi. Vậy đã đến giờ buổi lễ thành hôn của cô dâu và chú rể diễn ra rồi. Và ngay giờ phút trang trọng này, giờ phút hạnh phúc này, xin được trân trọng kính mời tất cả toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt ra phía ngoài cổng để chào đón sự hiện diện của chú rể Minh Nhiêu, cô dâu Hồng Nhung sẽ cầm tay nhau bước lên thánh đường hạnh phúc để ra mắt tất cả toàn thể quý vị. Và mọi người có thể độ một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đôi bạn trẻ được không ạ? Vâng, trân trọng kính mời cặp đôi yêu thương rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất, chú rể Minh Nhiêu, cô dâu Hồng Nhung. Vâng, xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để say suốt đời. Và khoảnh khắc tuyệt vời này, kính mời cô dâu và chú rể sẽ tiến lên phía trước để uống rượu giao vui thắm tình ạ. Vâng, kính mời đôi bạn trẻ đi nào. Vâng, hai bạn đã quay phía nhau đi ạ. Cùng nhau ngoắc tay với đôi sẽ đến từ 1 đến 3. Chúng ta cùng nhau uống cạn chén rượu hồng này được không ạ? Và tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa? Kính mời tất cả mọi người hãy cùng nhau rót rượu vào ly của mình. Và có thể dành tặng cho cô dâu và chú rể khoảng chừng 10 giây. Chúng ta có thể đứng dậy để rót được không ạ? Có được không ạ? Vâng, kính mời tất cả 500 em bạn bè của chú rể đi nào. Đâu là những chén rượu nồng nàn của tất cả toàn thể quý vị đâu rồi ạ? Hãy cùng nhau rót rượu với ly của mình và dành tặng cho cô dâu và chú rể khoảng chừng 10 giây. Chúng ta có thể đứng dậy để rót được không ạ? Có được không ạ? Quý vị thân mến à, đứng dậy không phải để mất tiền đâu ạ. Đứng dậy chỉ để động viên tinh thần thôi ạ. Hãy cùng nhau đứng dậy được không ạ? Đâu rồi? 500 em bạn bè của chú rể đâu rồi ạ? Vâng, kính mời tất cả các cô, các bác, các anh chị ạ, ở phía dưới ạ. Chúng ta cùng nhau đứng dậy để rót. Phút giây này là phút giây hạnh phúc nhất để tất cả mọi người và đồng thanh để chúc mừng cho cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình đấy ạ. Đâu rồi ạ? Xin kính mời tất cả toàn thể quý vị đi nào. Đâu rồi? Cánh tay của 500 anh em bạn bè của chú rể đâu rồi ạ? Anh em ơi, cả nhà mình ơi, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, uống 2, 3, cạn 2, 3, chúc mừng, hạnh phúc. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người quý vị rất nhiều. Bye.